quý vị và các bạn, cùng với học sinh các trường học trong cả nước, hơn 330.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang chuẩn bị bước vào năm học 2023-2024 trong không khí vui mừng phấn khởi. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ của thầy và trò ở một số trường học trước thềm năm học mới. Em cảm thấy rất là háo hức khi chuẩn bị được đến trường sau kỳ nghỉ hè dài ạ. Bọn em cũng đã chuẩn bị cho mình một tâm thế thật tốt và sẵn sàng để bước vào năm học mới ạ. Bởi vì bọn em là lứa đầu tiên được trải nghiệm học sách giáo khoa mới nên bọn em cần phải khắc phục tất cả những tồn tại còn đọng lại ở năm cũ và cố gắng phát huy được những ưu điểm trong năm học mới ạ. Sang năm học 2023-2024 thì bản thân tôi là tiếp tục theo chương trình mới là dạy chương trình tiếng Anh lớp 4. Tôi cũng đặt ra cái mục tiêu là thứ nhất là đối với học sinh của tôi dạy 100% các em hoàn thành và cái tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt trên 50%. Ngoài ra thì cũng sẽ có những học sinh tham gia các cuộc thi học sinh giỏi về môn tiếng Anh, ví dụ như cuộc thi IOE này hoặc là cuộc thi TOEFL. Bản thân tôi cũng như là các thầy cô nói chung là cũng rất là hào hứng, phấn khởi, cũng hồi hộp để chào đón một năm mới có nhiều khởi sắc mới. Tuy nhiên là cũng có nhiều lo lắng, nhiệm vụ của năm học mới này là thêm nặng nề hơn. Chúng tôi rất là mong được các cấp quan tâm hơn nữa, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phòng học, đầu tư về các trang thiết bị, đồ dùng dạy học để đảm bảo tốt cho việc dạy học trên lớp của các thầy cô. Năm nay từ ngay những ngày đầu tiên tựu trường thì tỷ lệ của các con đến trường đông hơn mọi năm, dẫn đến là tỷ lệ của các cô giáo trên lớp thì rất là thấp. Các cô giáo rất là vất vả trong việc quản lý lớp rồi chăm sóc giáo dục các con, rất là mong các cấp có chế độ phụ cấp ưu đãi hơn đối với các cô giáo mầm non chúng tôi để các cô giáo yên tâm tuyệt đối đối với ngành.